lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm, em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhì được khoảng 1 tháng mấy, 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình nè. Em rất là buồn luôn. Là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy? Thật sự là em cũng buồn, khó xử một bên vợ, một bên mẹ. Một cái nhân vật phải nói là rất là vĩ đại. Dạ. Bỏ hết tất cả mọi thứ, chỉ là ở nhà lo tả và sửa cho con thôi. Thế còn anh? Dạ. Em tên là Trung, em năm nay 30 tuổi. Em hiện tại đang là nhân viên kinh doanh đó chị. Hai chồng là lấy nhau là bao lâu rồi? Dạ, 3 năm 2 tháng rồi. Trời, nhớ kỹ dễ sợ luôn. Luôn dạ. Mà bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ nhất hay là lần thứ hai? Bà mẹ bỉm sữa này là lần thứ hai rồi anh. Wow, có nghĩa là hai bé luôn đúng không? Dạ đúng rồi, 3 năm 2 đứa. Thế có quyết định là 4 năm 3 đứa không? Em cũng đang hướng tới cái mục tiêu đó. Trời ơi. Vậy là khoái. Như vậy là chị thấy em với anh Bin nó có những cái gì đó rất là đồng cảm. Chị nói thiệt, đây là ông bố bỉm sữa nè. Yeah. 3 năm 2 đứa mà anh cũng vậy luôn. Rồi, hai em là gặp nhau lần đầu tiên là như thế nào? Lần đầu tiên chúng em gặp nhau là ở trong cái công ty phân phối mà trước của anh này làm á. Thì mẹ em có một cái căng tin ở trong công ty đó. Và em làm qua công ty phụ mẹ. Và chúng em gặp nhau. Có nghĩa là lúc đó là đang rửa chén thì gặp ông này. Dạ. Có nghĩa là thời gian đó thì em có nhân viên ở làm ở khu vực đó. Tại vì em coi ở khu vực quận 10 nữa. Nên là có nhân viên ở khu vực đó. Thì nhân viên nói ở đó thì có một cô rất là chảnh. Nên là yêu cầu em phải về đó cua cô đó. Nhưng mà cái lần đầu tiên em nhìn thấy cô này, em nhận xét gì về cô? Nói chung em chưa nhận xét gì, em tính cua thôi. Em dạ, biết không? Dạ. Em thì thật sự em cũng không biết. Nhưng mà có lẽ là sau này thì biết ra thì hai cái mục đích đến với nhau là giống nhau. Tại vì em cũng ghét anh cha này. Trời ơi, em ghét kinh khủng luôn. Tại vì á, khu vực đó thì có nhân viên mà những cái nhân viên đó thì là mối quen của cái căng tin của mẹ em. Thì có hai anh đó thì cứ xuống căng tin uống nước mỗi ngày ăn uống căng tin, là nói chung là tìm cái lợi nhuận cho gia đình rất là nhiều. Ông này về không biết làm được trò trống gì, vừa về lại đuổi hết hai người đó rồi. Giờ dạ. Không biết là thấy ghét rồi đó. Thấy ghét rồi đó. Là xong rồi hai người đó mới xuống nói với em, cái thằng cha này về là thấy đuổi là thấy ghét rồi, bé Trâm em trả thù cho anh đi. Trời ơi. Ok, em cua trả thù liền chứ. Trời ơi, thấy ghét quá mà. Dạ. Thì đâu. Trời ơi, thì ra tình yêu của họ xuất phát từ cái việc gọi là trả thù. Dạ. Rồi đến bao lâu thì yêu? Khi mà bắt đầu mà nhắn tin qua lại với nhau thì rủ đi uống cà phê, đi ăn uống đồ. Em dẫn theo một đám bạn của khoảng 7-8 đứa gì đó. Dạ. Ăn mà cho tốn tiền mà. Ăn ngập ghét. Mặt luôn đó. Đó cái dạng vậy đó, ăn cho mình ngập mặt luôn, cho ghét mà, cho bỏ ghét. Ăn bỏ ghét đó chị. Đó, thì cũng khoảng thời gian đó thì em cũng làm mai nhiều người bạn em cho ổng lắm. Dạ. Nhưng mà ổng thì không thích. Sau đó khoảng 1 tháng thì ảnh mới nói là ảnh thích em đó, rồi thôi mình quen nhau đi. Sau đó 1 tháng nữa thì tụi em bắt đầu chính thức yêu nhau. Rồi sau đó bao lâu thì cưới? Khoảng 4 tháng đó là cưới. Phải không? Lâu quá. Sự đơn giản thôi. Tại vì cả hai bên cùng yêu nhau là phải cưới không? Bởi vì yêu là cưới. Chứ mà trong cái quá trình mà từ mà cái bốn tháng để cưới nó cũng có gặp, thật sự là em không có công khai. Nên là trong gia đình hay là trong bạn bè hay trong đồng nghiệp tất cả đều không biết. Thì tới ngày hỏi cưới á thì gia đình của bên em thì không tin là sẽ đi cưới vợ. Thì mới yêu bướng quá bởi vì mà không... Dạ không, đúng không? Rồi anh ấy tình trường của ông này trời ơi dày đặc lắm. Trời ơi tôi biết mà, dài mà dính tiền vô luôn. 5 tháng là cưới liền. Rồi á là 5 tháng đó là có vượt rào trước không hay là chừa tới đêm tân hôn luôn? Không có vượt rào gì. Hay vậy? Khó. Tình trường dữ không có, vậy khó nên là trời đâu qua được em khóa rào lại khóa. Dạ. Em rất là sợ tại vì cái tình trường của ổng là như đều như đó. Vậy em sợ em là cái nạn nhân tiếp theo cho đó. Nên là em tính cổng cao tường với ổng. Rồi cái đêm tân hôn vui không? Đêm tân hôn là buồn cười. Sao vậy? Tại vì ở quê á chị, là cái phòng thì nó san sát với nhau. Mà cái phòng của vợ chồng em á là mở cửa ra là ngay cái phòng khách. Đó cho nên mà lúc đó đám cưới thì đông mà cái giường á đoàn gỗ á cò kẹt đúng không, làm gì cũng phải hết sức là dịu dàng êm thấm. Rồi vợ chồng cảm thấy là không có thoải mái, cứ mạnh chút là anh ơi cái giường nó vậy đó, thì thôi lát nữa cái thấy mình như vượt bội quá, bức bách quá bung lụa luôn. Dạ là có nghĩa là nó kêu tự nhiên mặc cho tự nhiên đó, cứ sao không xuống dưới đất. Ở dưới quê mà đúng không? Dạ. Tụi em cưới nhau được bao lâu rồi?
ba năm hai tháng. Dạ, dạ đúng rồi. Vậy thì ở với nhau thì có thấy cái gì, có khắc khẩu, có hay cãi nhau không? Khắc khẩu cãi nhau thì ngày nào cũng cãi nhau, ngày đó ăn cơm vô khoảng 6 tháng đầu á cãi nhau miết thôi, tại vì dạ, như là chắc là cái khoảng thời gian yêu nhau nó ngắn quá đó, cãi nhau đến mức mà phải là viết đơn xin ly dị để trên đầu, chỉ cần thấy là ký vô là đưa lên là quốc thôi. Dạ, thật sự luôn. Ở cái thời điểm mà tụi em hay gây lộn như vậy là kéo dài trong bao lâu? Khoảng 6 tháng đầu luôn á chị. 6 tháng đầu đó. Dạ, dạ. Liên tục luôn á chị. Dạ. Trước khi sanh con luôn á hả? Dạ, trước khi sanh con. Dạ. Chị, tại vì tụi em lấy nhau xong 9 tháng sau mới có đứa đầu tiên. Rồi sau khi sanh con còn cãi vậy? Vẫn cãi mà. À, sau dạ, khi sanh con vẫn còn cãi. Cãi tại vì cãi mới ăn cơm ngon. Dạ. Tức là trước khi sinh con thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà nếu mà sau khi sinh con rồi mà vẫn cãi như vậy thì em thấy làm sao? Đỉnh điểm là khi mà em sinh bé thứ hai, mẹ chồng ở quê thì vô là nuôi phụ cho mấy ngày. Thì giữa hai mẹ con không có thống nhất với nhau, là tại vì mẹ thì chăm con theo cái cách truyền thống mẹ ở quê. Còn em thì nhất em nghe theo bác sĩ, em chăm theo con theo cách hiện đại của em. Thì cho nên là hai mẹ con không có đồng nhất với nhau về cái việc đó. Cho nên là có những cái câu mà em nói ra làm ảnh hưởng đến mẹ, mẹ rất là buồn và mẹ khóc. Thì chồng cũng có về nói lại với em, thì em cũng thấy là mình sai. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian đó thì tâm lý cũng không có ổn định tại sau sinh mà. Rồi đến một tháng sau đó thì là đám cưới của em chồng ở quê á, mẹ chồng mới kêu là cho con gái lớn của em về. Mà con gái lớn của em lúc đó thì chỉ mới có 15 tháng thôi. Thì em không đồng ý, tại là đi đâu cũng phải có ba mẹ, tại đúng con rồi, nó còn nhỏ quá mà. Thì chồng cũng nhắn tin kêu là em thế này thế khác. Thì nói qua nói lại em bị lên máu sản hậu. Em thành ra là em bị trầm cảm, em phải uống thuốc điều trị một thời gian. Lúc đó là em bé thứ nhì là mấy tháng? Em bé thứ nhì được khoảng 1 tháng mấy 2 tháng. Trời, mới 1 tháng mấy, em bé kia là 15 tháng à? À đúng rồi. Thì em bị trầm cảm. Nên là đối với em mọi chuyện nó như là cả thế giới quay lưng với mình vậy. Em rất là buồn luôn, là tại sao mà chồng mình lại không hiểu mình như vậy. Thật sự là em cũng buồn, khó xử một bên vợ một bên mẹ, nên em cũng rất là ức chế, bị nói chung là rất là nặng. Thời gian đó em lạnh nhạt, nói chung em đủ thứ, nói chung em kiếm chuyện đủ thứ cuộc đời hết. Thế mà lúc đó là em kiếm chuyện với vợ là chủ yếu hay là kiếm chuyện với những người xung quanh? Nói chung là chỉ kiếm chuyện với vợ thôi, nên là nhiều đêm vợ bị áp lực quá chị không nói thì lên thì co giật rồi cũng rất là nặng. Nói chung ba mẹ cũng khuyên rồi nhiều cũng nói, cuối cùng thì em mới bớt đi. Nhưng mà em có biết lúc đó vợ em bị trầm cảm không? Dạ thật sự là em biết, em cũng không quan tâm nữa. Tại em thấy mẹ mình cũng buồn, thấy vậy nên em cũng không quan tâm mọi thứ hết. Em bỏ mặc kệ, em làm gì làm. Vậy hả? Thực sự là bây giờ tụi em đã vượt qua rồi. Dạ, đúng bây không? Giờ em bây giờ là em bé thứ nhì là bao nhiêu tháng? Em bé thứ nhì là gần 6 tháng rồi chị. Gần 6 tháng. Như vậy là chuyện xảy ra mới đây thôi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, cũng mới đây. Ồ, như vậy là bây giờ là em đã cảm thấy em hết hẳn cái trầm cảm đó chưa? Em nghĩ là chắc cũng còn tiềm tàng đâu đó trong người mình, vẫn còn cái sự trầm cảm. Tại vì em á, nhiều khi là em cũng hay nghĩ theo cái hướng tiêu cực lắm. Em biết điều đó nữa. Ví dụ như chồng em mà có nhắn tin với cô nhân viên, có một cô nhân viên đó nhắn tin với chồng cách rất là nhõng nhẽo, anh Trung mới nay em mệt quá, em nghỉ nha, em này nọ. Chị thấy như vậy nè, rất là may á, là em đã vượt qua được cái giai đoạn đó. Và hôm nay á, tụi em đến đây thì là đúng là chị nghĩ nó là một cái duyên đó. Tại vì như vậy nè, theo cái cách nói chuyện của vợ em thì vợ em là một cô gái mà rất là hoạt bát, tức là sống hướng ngoại nhiều, chứ không phải là người hướng nội. Mà nếu như trong trường hợp vừa rồi, nếu vợ em là một người hướng nội á, là cái chuyện kinh khủng nó đã xảy ra rồi. Rất may mắn là vợ em á, vì là hướng ngoại như vậy cho nên cũng dễ quên á. Giống như em cũng dễ quên. Xong em rồi ngay thôi. Đó rồi lại thôi, ngay đó là thôi liền. Thật sự là khi mà cái vụ đó nó bể ra rồi em mới thấy là mình là người vô trách nhiệm. Đúng, cái đó là vừa rồi là em dở lắm á, vừa rồi là em được dở. Bữa đó em nghĩ là một là cô ấy sẽ bị bệnh rất là nặng luôn, hoặc là nằm một chỗ bỏ hai đứa con luôn. Nên em rất là lo. Nguy hiểm lắm á. Thực sự là như vậy nè, với những cái khán giả truyền hình mà khi mà các bạn mà xem và chứng kiến cái câu chuyện của cặp vợ chồng này thì các bạn phải rút ra được một cái điều là nếu như mình ở trong cái trường hợp này á, là cái người đầu tiên trong việc này sáng suốt phải là người chồng. Tại sao hồi xưa là các cụ không nói vấn đề trầm cảm sau sinh nhiều? Là bởi vì cái phương tiện truyền thông nó không có nhiều để mà mình biết. Nhưng cái chuyện đó đã xảy ra từ rất lâu rồi. Hơn nữa thời điểm này khi cái người phụ nữ họ phải vừa làm công tác xã hội vừa làm việc gia đình thì cái việc trầm cảm sau sinh của họ còn kinh khủng hơn ngày xưa nhiều. Đó ha. Thì chị nghĩ như vậy nè. Cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này chị rất đồng ý. Có nghĩa là con em đi đâu phải có cha có mẹ. Con em còn quá nhỏ, 15 tháng nhỏ lắm em, mới có 1 tuổi mấy đúng không em? Dạ, đúng cho nên
làm gì làm ông bà có thương mấy đi chăng nữa thì thứ nhất sức khỏe ông bà yếu rồi, cho nên là chăm cháu mà thức đêm thức hôm với cháu, hay cháu bệnh hay là cháu quấy cháu khóc là rất nguy hiểm, vừa tốn sức khỏe ông bà vừa tốn sức khỏe của cháu, mà ở đây vợ em đâu có yên tâm, em cũng đâu có yên tâm được, đúng không? Vợ lại mới sinh nữa, cho nên cái quan điểm của vợ em trong trường hợp này là đúng. Thì đáng lý ra trong thời điểm đó em phải là người khuyên mẹ chứ. Mẹ nói mẹ ơi ABCD vậy nè, đúng không? Đó thì đáng lý em phải là người làm việc đó. Tại vì em thấy vợ em nó hơi bị áp lực, hai đứa con á, em đi làm ra ngoài á, nên ở nhà hai đứa nó làm cho có thể là nặng hơn, nên là em mới em sợ cái điều đó, đúng không? Nhưng mà là... em phải nhớ rằng á, cái mệt sức á nó không kinh khủng bằng cái mệt não. Có nghĩa là chẳng thà vợ em nó cực chút xíu nó chăm, nhưng mà cái đầu của nó thảnh thơi. Chứ còn bây giờ vừa chăm đứa này xong nó nghĩ cái đứa nhỏ ở ngoài kia làm sao. Rồi đêm ngủ không được, rồi lỡ mà bà mà điện vô là con ho hay con sốt là còn chết nữa. Đúng không? Nhớ rút kinh nghiệm cái đó. Đó, cái thứ hai nữa là bây giờ em vẫn còn phải làm một việc là em phải nghiên cứu cái bệnh trầm cảm sau sinh. Tại vì chuyện xảy ra là mới đây thôi. Cho nên là hơn ai hết là chị nghĩ rằng em phải sát cánh bên vợ em. Và bây giờ em vẫn phải là người á giải thích với mẹ, với ba. Để chi? Để cho bà hiểu được cái chuyện xảy ra vào 4 tháng trước đây. Nó không phải là lỗi của vợ. Nó là những cái gì nó hoàn toàn về mặt sinh lý, về mặt bệnh lý. Chứ không phải là tâm vợ em muốn như vậy. Là em phải làm điều đó. Tuy nhiên á thì qua cái số này nếu như mà ba mẹ của em có xem á thì chị cũng xin chia sẻ một chút xíu là nên thông cảm cho cô con dâu của mình. Và thực sự là Vân rất chúc mừng á, là gia đình, tức là chúc mừng cô con dâu này đã vượt qua được cái thời điểm khó khăn đó. Chứ thực sự khi nghe Vân hết hồn luôn. Cái áp lực của em lúc đó là quá lớn, cái đó chị nói nghiêm túc luôn. Tại vì ít ra khi em bị cái khác thì bên cạnh còn chồng, nhưng mà ngay chồng em cũng đã nói là thời điểm đó ảnh cũng thông cảm được với em luôn. Thì mà em đã tự vượt qua được mà con thì lại còn quá nhỏ như vậy cả hai đứa. Thì thực sự là em rất là bản lĩnh ha. Em cố gắng em giữ cái bản lĩnh đó để làm chỗ dựa cho hai đứa con của mình, đúng không? Và chị chắc chắn là sau cái chương trình này chồng em sẽ hiểu được vấn đề và chồng em sẽ sát cánh bên em ha. Và cũng nhân cơ hội này thì em có muốn nói lời gì với ba mẹ chồng không? Con cũng muốn nói với mẹ là trong lòng con thì cũng thương mẹ như là mẹ ruột của con, chứ bao giờ con nghĩ mẹ là mẹ chồng. Nhưng mà vì con là một người không có khéo nói, lại hai mẹ con ở xa nhau như vậy thì cũng không có thời gian mà ngồi gọi nói chuyện với nhau nhiều. Chứ thật sự con không có muốn làm những cái gì cho mẹ buồn đâu. Con cũng biết là mẹ buồn con rất là nhiều. Con cũng muốn qua chương trình này, con cũng muốn gửi lời đến xin lỗi mẹ. Mong mẹ hiểu cho con mà đừng có giận con. Nói chung là hôm qua chương trình này thì anh cũng đứng ra xin chia sẻ là có lỗi trong cái chuyện này, nên là hứa với mọi người, với hứa với gia đình là anh sẽ từ nay anh sẽ thay đổi để chăm sóc em với gia đình tốt hơn. Rồi, vợ đứng lên ôm chồng với coi chồng hứa rồi đó. Thầy ơi, con chào cô Hồng Vân và chú. Bao nhiêu tuổi hỏi liền, không có đủ tuổi chưa? Có đủ tuổi chưa? 15 hay là 16? Nói nào. 18 chưa? Dạ 20 rồi. À, thôi được rồi, ngồi đi. Hết hồn á em. Kia nó xuất hiện cái em muốn té ghế vậy đó. Hết hồn á. Em nói thôi bây giờ hỏi đi. Hỏi đi. Mời hai vợ chồng giới thiệu về mình. Con chào cô Hồng Vân, chào chú Quốc Thuận. Con tên là Trần Thiên Luật, con 23 tuổi và con làm nhân viên văn phòng. Con có kinh doanh thêm online nữa. Con kinh doanh online mà con về làm về số đẹp rồi thôi chứ không có phải là bán hàng. Chú gặp con đâu rồi đó, bây giờ mời con giới thiệu. Dạ con chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hồng Ngân. Năm nay con 20 tuổi. Thì hiện tại là con đang kinh doanh online, với lại con đang làm về mảng KOC và KOL á, trên nền tảng TikTok và Facebook. Hèn gì, tôi nói gặp ở đâu rồi à, gặp trên TikTok. Là TikTok dạ nước TikTok dữ á. Cái buổi đầu tiên mà hai đứa gặp nhau đó là khi nào? Dạ vào lúc đó là đang mùa giãn cách xã hội cách ly, thì con có nhận được lời mời kết bạn từ cô bé này. Thấy lượng tương tác mạng trên mạng xã hội này cũng cao, với lại follow nhiều, thì con thấy cũng hơi để ý. Vài bữa sau thì con có đăng một cái
video tâm trạng lên story á, mà cổ vào cổ rep hai đứa nói qua nói lại cũng thấy cũng hợp duyên. Mà tại sao mà mình đăng một cái tâm trạng của mình lên vậy mà bạn lại rep, mà bạn lại có thể chia sẻ với con thì thấy mình trở nên đặc biệt đúng không? Bây giờ phải hỏi cô bé này. Lúc đó con cũng mới chia tay bạn cũ á. Thứ nhất là cái công việc của con là tiếp xúc với bạn nữ rất là nhiều. Con thì lại đang buồn nữa, mà trong mùa giãn cách thì mình không có thể nào mà giống như tìm mối quan hệ mới được. Mà Facebook con toàn gái không, chứ con phải đi kết bạn những bạn nam. Thì vô tình con thấy cái bạn này có cái avatar cũng khá là bảnh trai trên mạng. Rồi cái con mới gửi lời mời. Nhưng mà con gửi thì con để đó thôi, chứ con không có nghĩ là sẽ làm quen hay là gì hết. Vài bữa sau con thấy ảnh đăng một cái clip thì con thấy là hợp với con, cái con mới xin ảnh thôi. Con xin là anh ơi cho em xin cái clip này đi để em đăng lại cái story của em. Thì mình lịch sự người ta cho thì mình cảm ơn. Cái ảnh mới hả, thôi anh lấy ơn thôi, không lấy cám đâu. Cái con mới thấy ồ anh này biết nói chuyện dữ ta. Bao lâu thì hai đứa mới gặp nhau ngoài đời nè? Lúc mà còn giãn cách á thì ảnh hệt con đặt trà sữa thì người ta không có giao được vô trong nhà con, tại vì phong tỏa ấy. Hên sao anh này ảnh là đầu cái phong tỏa mà con quen ảnh nữa, mới làm quen thì con mới nhờ ảnh là thôi chắc nhờ ảnh lấy giùm mình, đem vô giùm mình. Sẵn cơ hội con mình biết mặt người ta như thế nào. Mới nhờ ảnh thì mình nhờ thì mình phải biết điều, mình mua cho ảnh thêm ly. Nhưng mà con chọn một cái ly con thích rồi, rồi chọn một cái ly thêm đại trà sữa gì đó thôi, kêu thêm để cho ảnh, cái nhờ ảnh đem vô. Khi mà ra gặp ổng cúi mặt xuống, ổng đưa vậy nè, ổng đưa vậy nè, mà không có nhìn, không có nhìn con, mà con lại muốn bắt chuyện. Con nói là anh lấy nào anh chọn đi, anh chọn một hai ly anh lấy đi. Cái thế là anh lấy cái ly con thích, cái ly con thích đó. nhưng mà theo lẽ người ta mua một cặp đi ha. Nó mua cái ly của nó, ví dụ mua cái ly nó là 50, mua cho thằng bé có 10,000. Đúng rồi, tao phải chọn cái ly 50 chứ. Trời ơi, tại sao lại cấm mặt xuống? Không dám nhìn vô ánh mắt mà nói chuyện, mà trên mạng mà nói lưu lót là cộng là trên mạng là hai đứa FaceTime hay là gọi voice call? Dạ, nhắn tin qua mét và cũng có call video. Má chị mà là con trai á, nhỏ quá, chị nhìn thấy là chị đó chết cha không được. 15-16 tuổi đụng vô là áp lực không được. Nhỏ quá đó. Còn cái buổi tối đó thì con thì sao, con có thổn thức không? Con thì con cũng thích, tại vì trước đã nhắn tin thì đã thấy cũng thích rồi, tại vì cách nói chuyện rất là hay luôn, trên mạng thôi, nhưng mà ra ngoài im ru. Trong quá trình mà hai đứa yêu nhau có giận hờn nhau nhiều không? Chuyện quá lớn thì không có, nhưng mà mấy cái chuyện lặt vặt rồi bà này giận hờn, nếu mà giận lâu nhất thì cũng một ngày thôi chứ không có qua được ngày thứ hai. Lý do giận là cái gì? Cái lần mà nặng nhất đó là lần nào? Con dọn qua nhà mới mà ổng không có vô phụ con, không vô cũng không nói gì, tại thường thường ổng quen rồi, ngày nào ổng cũng vô thăm mình, mà sao hôm nay ổng không vô, thấy cũng khó chịu trong người, đang bực rồi mà ổng không vô, ổng cũng không nói một tiếng. Cái con mới giận, cái xong sáng ngày mai con mới biết được là ổng đi chơi uống cà phê với bạn ổng. Cái thế là con tức, con càng giận hơn đó. Con im luôn. Cái xong rồi hả, ông mới lật đật đi xin lỗi con, xong rồi nói là mốt anh không có dạy nữa, tại anh không có nghĩ cái đó là sai. Rồi giờ anh biết rồi, mốt anh không có dạy nữa, con không nhớ là làm cái gì á, mà cũng nặng lắm. Cái con bức xúc á, con kêu bằng mày tao. Cái ảnh mới kêu, lần đầu tiên thấy con như vậy á, ông mới tức quá, ông mới kêu là hả thôi chia tay đi. Cái con kêu ok chia tay thì chia tay. Rồi xong chia tay luôn. Cái qua bữa sau liền luôn, cái con hẹn nhỏ bạn con đi chơi. Cái con mới rủ đi cho đỡ buồn á, kêu thôi đi chơi với tao đi. Con không có đăng nhỏ bạn con chỉ đăng chụp cái bàn bít tết mà con với bạn con ăn. Con nói là con đi cùng người mới, mà con cài cho mình ảnh coi à. Rồi đi coi cảm xúc của ổng như thế nào, chọc tức ổng mà. Ông giật mình nhắn tin cho con liền luôn, hỏi đang đâu, anh ra đó người này kia sao mà em thay lòng quá vậy, em mới có một ngày mà em đã có người mới rồi. Con với con nhỏ bạn con ngồi cười rơm rã luôn. Xong rồi cái nào họ chạy ra đón con liền luôn. Cái con thấy tội nghiệp quá, xong qua bữa sau dẫn con đi Vũng Tàu cái làm quà luôn. Tự nhiên mới hôm qua nay mà tại sao nay đi ăn đi chơi vui vẻ dữ vậy, điên máu xong chứ. Rồi sôi máu lên con kiếm cho được họ đang ở đâu để con đón. Thôi giờ hai đứa vô cái vụ kia đi, vụ mà làm cưới rồi đó, rồi có tật xấu gì không nè, kể nghe chơi. Dạ, mới lấy gần nửa năm à. Dạ. Rồi bước son lắm đó. Bắt đầu sống chung với nhau thì bắt đầu lòi ra những cái tật xấu gì mà lúc yêu mình không có thấy. Ngáy, ngủ ngáy, ảnh ngủ rất là ngáy luôn. Và cái thứ hai nữa là nói chuyện cục xúc. Đâu cái câu nào mà cục xúc đâu, những câu ví dụ nào? Như ông không ai làm gì ông bị đau bụng hay là ông mệt trong người á, là con nói cái gì á,
Em cứ như vậy đó, xong rồi nói chuyện có chủ ngữ Việt ngữ gì á, kiểu cọc vô duyên, có nghĩa là nói chuyện không đầu không đuôi. Rồi còn gì nữa? Ảnh nóng tính lắm, ảnh im ru à, con thì lại mỗi lần ấy thì con hay nói. Con khỏi cần phải khoe chút xíu, nó nói giờ. Dạ. Kinh. Ủa, nhưng mà đó giờ hai đứa có làm chung với nhau gì không? Dạ có, hồi đó tụi con có cũng vì cái đó nên tụi con mới quyết định cưới đó. Hồi trước con coi tuổi không hợp, xong rồi cái tự nhiên cái mùa đó có cái trend gọi là làm cái giấy chứng nhận tình yêu á. Cái con mới là ổng làm tặng con cái, con đăng lên cái nhiều bạn fan của con vừa hỏi là sao dễ thương quá vậy. Rồi con chớp thời cơ liền, con kêu làm bán anh. Cái xong rồi con làm một tờ dễ bán có mấy chục ngàn, 20-30 ngàn tờ, mà con bán trong vòng một tuần mà con mấy trăm bán triệu. Dạ, hồi đầu tới lúc đó con bán trong vòng một tuần mà con kiếm được 8 triệu mấy. Đó là con kiếm được 8 triệu mấy, là lúc đó con thấy ồ, thấy cũng được. Hợp chứ, vậy hợp. Dạ, dạ đúng rồi. Dạ. Là mà thức khuya dậy sớm mà ổng không có ăn luôn, nghỉ. Tại vì làm tới 4 giờ sáng, ổng ham, bình thường ổng ngủ rất là sớm, 8 giờ ổng ngủ rồi. Hôm đó ổng thức tới 4 giờ sáng ổng làm. Thì sáng 6 giờ ổng phải lên công ty ổng làm. Mà bữa trưa nghỉ trưa được có 2 tiếng à. À, cái ổng cũng dành thời gian đó ổng đi gửi hàng, cái là thấy sao mà thấy thương quá à. Thấy làm mọi việc mà đầu dành hết là thương cảnh thương nữa. Dạ. Tại vì cái thời đó là cái giấy đó nó đang hot trend, với lại nếu mà mình để mình giao chập cho nó 3-4 ngày thì là nó mất tuần trend. Ra là mất trend. Dạ. Là mất giá trị tờ đó. Phải chụp liền. Dạ. Con thì bỏ công thiết kế ra bài này chỉ việc bán thôi, rồi tiền mình để vô một khoản chung của hai đứa rồi mình. Dạ, sau này lấy cái khoản nó đi chụp hình cưới. Dạ. Bây giờ trở lại vấn đề nó xấu nó đi. Tới con đi. Tật xấu của cô ấy. Vợ con là hay để ý quan tâm mấy cái tiêu cực trên mạng xã hội, nói tiêu cực theo ý người ta. Thì bà này cứ nói qua nói lại, người cãi lộn cãi một nồi vậy đó, xong cái về bận tâm mất ngủ mất ăn, rồi bị đau dạ dày, đau bao tử, cấp cứu mấy lần luôn. Thực sự là mới đầu á là ai cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái chuyện đó chứ không phải là không nha em. Dạ. Nhưng mà sau đó cái chị suy nghĩ vậy nè, mình tới gần 100 triệu dân lận. Dạ. Đúng không? Dạ. Con không thể nào con có thể quen được hết 100 triệu dân. Và cho dù con có được quen đi chăng nữa thì cái thời gian của con, nếu mà tính từ lúc mình sanh ra đời đến lúc mình chết á, thì tổng cái số thời gian đó mình cũng không thể nào mình phân bổ hết được để mình có thời gian để mà mình quen. Yeah. Thành ra cô nghĩ là thôi thì những cái người nào mà họ thực sự thương mình, hiểu mình, những người nào mà mình cảm thấy là khi mình tiếp xúc với họ mình thấy là mình vui thì mình làm. Còn không, con cứ block hết. Dạ đúng rồi. Block hết. Dạ. Dạ. Thôi chúc cho hai vợ chồng sẽ càng ngày càng yêu thương hơn. Ừ. Dạ. Bây giờ trước khi chúng ta đến với phần hấp dẫn thì không biết là con á, con có muốn có điều gì muốn thể hiện với chồng, muốn chia sẻ với chồng, muốn nói với chồng không? Thì đó giờ trước giờ em chưa có nói những cái lời ngọt ngào với anh, em chỉ hành động thôi. Thì nay em sẽ nói hết những cái gì mà em suy nghĩ trong lòng của em về anh. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, yêu em và chăm sóc cho em. Anh không có biết hút thuốc, không ăn chơi mà đi làm về là chỉ biết ở với vợ thôi. Thanh xuân của người phụ nữ á, khi mà lấy chồng rồi sẽ bị mất. Nhưng mà em không nghĩ vậy. Tại vì đàn ông người ta cũng có thanh xuân của người ta. Người ta từ bỏ cái thanh xuân đó, người ta đến với mình, người ta yêu thương mình, chăm sóc cho mình còn nhiều hơn những gì mà mình làm cho người ta. Thì em cảm thấy rất là biết ơn anh vì điều đó. Hãy cùng em trân trọng điều đó nha. Nghe được lời của vợ nói thì con cũng rất xúc động. Chúng ta hôm nay sẽ nghe những câu chuyện về tình yêu, về hôn nhân của hai cặp vợ chồng. Họ sẽ mang đến cho chương trình Vợ Chồng Họ sẽ mang đến cho chương trình Vợ Chồng Son tuần này. Mời quý vị hãy đến với câu chuyện đầu tiên của cặp vợ chồng thứ đầu nhân tiên. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương quá. Ủa vậy tôi tưởng chú quen. Không. Thấy chú trời ơi quá tưởng chú quen ta không à. Không phải, nhìn ông chú rể kìa. Cưng hả, nhìn cưng hả. Trời ơi, cái ghế này ngồi vừa không vậy? Em cũng đứng ngồi vừa. Vậy hả? Có khó chịu không? À không, ngồi này cũng được. Ừ, không là tôi cho lên kia thôi. Rồi, xin chào mừng hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son. Rồi, mời hai bạn giới thiệu về mình. Em chào chú, em chào cô. Chào chú. Dương hả? Chào cô. Cháu là Hoàng, đến từ thành phố Cảng,
ở Hải Phòng hả? Hải Phòng. Ở Hải Phòng. Hoàng năm nay nhiêu tuổi rồi? Năm nay con 31. 31. Là Dương. 31. Không phải. Hoàng. 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 Hoàng 31 tuổi ở Hải Phòng. Vâng. Đúng không? Công việc của Hoàng là gì? Là con ở nhà con làm diễn viên, làm đạo diễn. Tức là sao? À, con làm diễn viên cho phục vụ kênh TikTok của vợ con. Phục vụ cho nhà sản xuất đây nhá. Hiểu rồi. Dạ vâng. Con chào cô Vân với cả con chào chú Quốc Thần ạ. Con tên là Hương. Con hiện giờ đang kinh doanh đặc sản vùng miền và đồ ăn vặt trên TikTok ạ. Con cũng đến từ thành phố Hoa Phượng Đỏ ạ. Wow. Tức là kinh doanh đặc sản vùng miền. Dạ vâng ạ. Tức là con kinh doanh gì đặc sản ở Hải Phòng? 3T cục điện. 3T bánh mì đúng không? Con là kinh doanh đặc sản của tất cả các vùng miền ạ. Tức là dạ. Con đang có một cái hành trình là con đi tất cả các vùng miền trên đất nước mình để mà khám phá các cái đặc sản nơi đó, thì con mỗi tỉnh thành con sẽ chọn ra một đặc sản để con kinh doanh ạ. Là để kinh doanh. Thôi chết rồi. Cô biết rồi. Thôi nghe nè. Con bắt nó nếm thử cho nên nó mới ôi rồi. Chị em mình giống nhau quá vậy, em định nói em định khổ, thôi luôn khổ em... thân thằng bé ôi rồi à, mình đúng rồi con đi ăn nhiều lắm đúng rồi. Chú đoán là chắc có lẽ là trước khi cưới con thì Hoàng chắc có lẽ là cũng mi nhon lắm đúng không, mà từ khi là diễn viên với là người coi như là nếm thử đồ ăn để mà giới thiệu sản phẩm là bạn ấy nó mới phì lên như vậy đúng không hả Hoàng? Dạ không, con em cháu là béo, là béo béo tiềm năng rồi ạ. À, bé tìm ra. Thí dụ như là ở miền Nam đi, dạ. Thì con lựa chọn những cái đặc sản gì để mà con giới thiệu trên cái shop của con? Dạ hiện giờ thì con đang có dự án ở trong Cờ Đông Ba, đang hành trình ở trong Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên. Mới tới Đà Lạt thôi. Dạ vâng, con vừa đến Đà Lạt, chưa đến thành phố Hồ Chí Minh ạ. Chưa đến. Hồ Chí Minh sắp tới chắc con sẽ phát triển là con tìm hiểu thì thấy cơm cháy Sài Gòn là đang nổi tiếng nhất. Đúng rồi. Thì ở Buôn Ma Thuột thì là cái gì? Dạ giờ là con phát triển là ở Cờ Đông Ba ở Tây Nguyên, đó là ở cái đấy là ở Gia Lai ạ, tỉnh đó là ở tỉnh Gia Lai. Thôi giờ là những thịt bò, những cái đặc sản nào mà con bán chạy nhất ở trên kênh của con? Dạ giờ bò đang là nắng. Thịt bò, bò một nắng của Cờ Đông Ba. Cờ Đông Ba. Dạ vâng ạ. Nhưng mà con ở xa quá, ví dụ như chú ở trong Sài Gòn mà muốn mua thì chắc là ship chắc cũng đợi lâu à nha. Dạ không, con bây giờ là trên TikTok thì là kinh doanh cũng phát triển rất là mạnh, chỉ tầm 2-3 ngày là đã nhận được hàng rồi. Nhưng mà thực phẩm thì đâu thế nào mà không, con có cách bảo quản bảo đảm chưa? Mình sẽ phải đóng thùng xốp rồi mình gửi gửi đi cho đảm bảo. Đó là chuyến vừa rồi thì con đã có một hành trình là con bán vải đặc sản đấy của Bắc Giang với cả của Hải Dương ấy ạ. Đó thì là con cũng ship vào trong Sài Gòn mà con thật bất ngờ luôn là vẫn mọi người trong Sài Gòn nhận hàng vẫn còn tươi ạ. Hay quá. Rồi kênh con tên là gì? Dạ kênh con là gia đình đặc sản ạ. Cái gì? Gia đình đặc sản. Chú hỏi chị. Chị à. Bây giờ cháu nó nói chú không nghe được, chú lại hỏi lại cháu thì nó nói vẫn như thế thì nó có nghe được đâu. Trời, làm sao chú nghe được, chú phải hỏi chị. Là thông dịch viên đó. Chứ sao nó không lương lại gần gia đình. Gia đình đặc sản. Để đó cho cô. Cô sẽ phiên dịch cho con. Và con yên tâm. Đại diện là Hoàng. Dạ hai vợ chồng ạ. Thế có con chưa? Tụi con đã có con chưa? Dạ tụi con hiện giờ đang có 3 bé ạ. Thế là ủ đến 5 người coi như là thương hiệu của đặc sản vùng miền rồi. Rồi bây giờ nè, quay ngược thời gian kể cho chương trình nghe coi như là hai đứa cơ duyên nào gặp nhau. Cơ duyên này. Hai đứa trước thì cũng làm cùng công ty, vậy bây giờ cũng phải mười mấy năm trước là hai đứa làm cùng công ty. Bọn con thì con nghĩ là chuyện của bọn con cảm giác như nó là một cái định mệnh ấy. Tức là bọn con ngày xưa là hồi mới lớn thì là tầm ấy là chồng con thì mới có mười mấy, con thì hai mấy. Đó thì là làm cùng công ty. Là sao là con mười? Con lớn hơn. Dạ vâng ạ. Lớn hơn 4 tuổi. Nãy là chưa có giới thiệu tuổi là nó không biết. Này thế nhưng mà rất là ngộ là chồng con nhìn già hơn con nhiều lắm. Đấy, Hoàng cháu được thế đấy, cháu được cái già hơn vợ nhiều quá đấy. Thế là chồng con phải hy sinh. Chị Vân nói rất chính xác. Chị Vân nói rất chính xác. Không, căn bản là mình lấy mà mình yêu người hơn tuổi mình cũng phải cố gắng mình già đi chứ con phải chống rồi. Đó là hy sinh đời trai đó. Cũng thiệt thòi cho vợ. Mình đã lỡ rồi mình cố gắng mình già một tí chứ không phải là. Anh đừng có biện hộ. Không, nếu mà cô tin cũng đã con chỉ 3 phút 15 giây là con trẻ liền. 3 phút 15 giây. Tôi chờ anh 3 tiếng. Rồi sao nè? Kể cho nghe cơ duyên là lúc đó bọn con làm cùng, hai vợ chồng con thì làm cùng công ty với nhau. Thì là lúc mà lần đầu tiên gặp chồng con, trời ơi, lúc đó chồng con rất là cũng
cũng ốm, tức là chưa có béo mập như giờ. Con bảo trời sao có người đẹp trai như vậy, tức là trong lòng thì cũng rất là thích rồi. Mà chồng con thì con thấy là cũng hay hỏi thăm trò chuyện với con, cứ mỗi người làm, con làm trên văn phòng, của chồng con thì làm ở ở dưới kho. Nhưng mà công ty là công ty là gì? Dạ đấy là công ty về giày da. Rồi rồi sao nào? Rồi sao nào? Rồi sao? Thì chồng con cũng hay lần lá ra nói chuyện, bắt chuyện làm quen. Thì là thì con thì là con cũng thích thích rồi đấy. Thế là đấy, nhưng bạn mà có thể sai sự thật thế nào? Thế à? Không. Thế là con đính chính đi. Con ở dưới kho, bạn này bạn ở văn phòng, bạn hay bạn xuống hay xuống cho con bạn xin đồ, chứ con đời nào con chịu lên trên đấy đâu. Nhưng mà là xuống xin đồ là có lý do, là muốn gặp cái anh này đúng vâng, không? Vâng đúng rồi, vâng. Kể cái gì trên truyền hình mình kể kia, em cam kết là mình kể cho đúng. Đâu, tức là cô nghe là vợ con nó nói là nó thích con. Rồi gặp nó đi xuống liền. Đâu, mới về bảo là con hay son ven lên trên. Thật ra là sai. Là vợ con men xuống kho đúng không? Vâng, đúng phải kể đúng. Nhưng mà cứ nghe là hai đứa làm chung với nhau. Vâng. Nhưng mà lần đầu tiên gặp con là chồng con thấy là lúc đó là con ốm. Và vâng, cũng xinh, cũng xinh trai. Vợ con khen mà. Đấy là sự thật. Rồi nhưng mà cái câu chuyện mà con lên là xin đồ ăn là không đúng. Mà là cô ấy xuống mon men xuống như kho vâng. Để mà gặp con mà cứ xin giả ăn. Xin, ngày xưa con quản lý cái kho đế, kho vật tư. Rồi bây giờ cái ấn tượng đầu tiên. Mẫu là bạn phải xuống bạn xin chứ con đời nào lên. Cái ấn tượng đầu tiên của vợ nhìn Hoàng đó là thấy có cảm tình. Thế còn Hoàng thì sao? Con không để trong mắt đâu. Tức là vẫn để ven đường, không để trong mắt luôn. Vâng. Kiểu chê. Anh nói thật đi. Nói thật nghe. anh phải nói thật chứ. Thật là nói chung là phải 1-2-3 lần chứ không phải đầu đầu tiên. Đúng rồi. 3 lần. Đi trên văn phòng cũng hiếm. Nói chung hiếm. Hiếm bạn nữ sinh gái. Nhưng mà rồi hai đứa có đến được với nhau không? Dạ không. Đó thì tức là lúc đó thì là bọn con tức là cũng chị em thì là cũng đầu tiên thì là thôi đấy, bao giờ mới biết tuổi nhỉ? Sau khi biết được là quen nhau thì vợ con lại học đúng rồi, học cùng lớp đại học với chị gái con. Thế về chị cũng bảo là thấy hơi thân không được không nhớ. Thế là, thế là đấy, con cũng thuộc mải chơi nữa. Thế là thôi thì cứ nói chuyện thôi. Thì 2-3 tháng sau thì thấy bạn này không lấy vợ con đâu nữa cả. Thì sao vậy? Vợ con nghỉ làm ở đó, xong rồi đi đâu làm, chứ từ lúc đấy là mất liên lạc. Nhưng mà cũng nói chung là ngày đấy con cũng mải chơi nhưng mà cũng không để ý. Lúc đó chắc còn nhỏ đúng không? Tại con có mười mấy thôi mà. Điện thoại ngày đấy cái sim điện thoại cứ dùng, cái sim rác cứ dùng mà vứt đi à, thế là cứ mất. Bây giờ phải hỏi vợ nè. Ủa tại sao đang làm tự nhiên đột ngột nghỉ vậy? Dạ thì là cũng như bạn này, bạn ấy kể thì là hôm ấy tình cờ thì là bạn ấy dẫn con về nhà bạn ấy chơi. Thì là tự nhiên vào nhà gặp bạn ấy, trời ơi ngại quá là gặp đúng chị gái. Gặp đúng chị gái mà chị gái lại là bạn thân của con. Chị gái của bạn này là bạn thân của con. Đó đây là người mình bảo thôi. Tự nhiên thấy chán chán và bây giờ làm sao mà có thể bước qua được cái vượt lên chính mình được đúng không? Thế là thôi. Được. Thế là thôi con cũng coi như là thôi. Không có duyên, không nói chuyện trò cái thứ gì nữa. Rồi con cũng nghỉ làm thì con cũng không có nhắn tin và không chào tạm biệt bạn ấy. Coi như là dứt luôn. Dạ dứt luôn ạ. Dứt luôn. Dạ, vâng. Trong thời gian đó con đi đâu, con làm cái gì? Thì con chuyển công ty ạ. Con chuyển công ty thì là sau đó thì con lấy chồng. Tức là con có con có gia đình. Dạ. Ok, con có gia đình. Dạ. Thế rồi sao nữa, rồi bao lâu thì lại các hỏi con lại gặp lại nhau? 75 75 55. Tầm 5 năm rồi. Tức là Hoàng có người yêu chưa? Lúc mà gặp thì con đã có người yêu chưa? Mới chia tay người yêu cũ. Chú thì định hỏi là đằng ấy đi lấy chồng rồi đằng này có đi lấy vợ không? Không, con không lấy vợ. Không lấy vợ. Con chỉ vậy cho gái thèm chơi đúng không? Không. Vâng, đúng. Mình ở vậy gái thèm chơi. Rồi 7 năm sau thì tại sao lại là có một cái cuộc hội ngộ? Cơ duyên nào? Dạ vâng, thì thực sự là cái cuộc hôn nhân đầu tiên của con ấy thì là cũng không được hạnh phúc. Thì là con cũng vội vã theo chồng bỏ cuộc chơi. Thế là lấy chồng sinh con thì được bé nhà con được 1 tuổi. Thì là hai vợ chồng con cũng ly thân. Đó thì tình cờ thì một hôm đó thì con lướt Facebook. Thì là cái thời gian đó thì Facebook mới rộ lên. Thì là sẽ là mình sẽ đi tìm kết bạn với tất cả những bạn bè cũ của mình ạ. Thì là đầu tiên là con kết bạn với cả chị gái của Hoàng. Vì là bạn ấy là bạn thân của con mà. Thì là kết bạn với bạn ấy thì là cũng theo dõi bạn nó thì trò chuyện. Thì một ngày đẹp trời thì thấy bạn ấy lúc ấy cũng quên bắn bạn Hoàng đi. Thì lúc ấy mình cũng đâu có tâm trí để nhớ đến những người bạn cũ đâu. Đang buồn đúng không? Dạ vâng ạ, cũng không nghĩ gì nhớ bạn Hoàng nữa cả.
Thế tự nhiên hôm ấy thấy chị gái đăng cái Facebook là chúc mừng sinh nhật em trai. Lại là nhìn thấy ổng. Dạ vâng ạ. Mà con nhìn thấy ông tức là khác hoàn toàn, chứ trước đây tức là tự nhiên bị phát tướng béo. Đó. Thế là con mới lại bảo ủa sao bây giờ lại khác vậy? Thế là con mới mò vào Facebook, con lướt, con xem. Sau đó ai nhắn tin trước nhỉ? Hình như là nhắn tin đúng không? Con là người chủ động, là người chủ động nhắn tin. Thế là con là người chủ động ẹt Facebook của ảnh. Dạ. Bà cũng là người chủ động nhắn tin cho ảnh. Dạ vâng. Thì tự nhiên đâu một cái người mà trước đây mình đã quen rồi 7 năm sau nhắn tin cho mình. Thì cảm giác bất ngờ. Mà lúc đấy thì con cũng đang mới chia tay được 3 tháng, nữa cũng được 2-3 tháng. Lúc đấy con đang làm gì? Con đang làm gì? Con đang ở không, lúc đó chỉ có chơi điện tử thôi, lúc đấy là chơi game ấy. Nhưng mà công việc của con lúc đó là... À, ngày đấy con đang đi học, để con đi chuẩn bị đi tàu, lúc đó con đang đợi ra bằng để con đi lên tàu, con đi tàu. À, đi tàu biển à? Dạ, đi nước ngoài đúng rồi sao? Vâng, đúng rồi, đi tàu đi tàu Vĩnh Dương á. Vâng, lúc là bọn con gặp lại nhau thì là đúng, tôi làm quen với nhau là thời gian là chồng con cũng chuẩn bị đi tàu. Đó thì thời gian để gặp gỡ nói chuyện nhau thì nó cũng rất là ngắn. Nó chỉ còn tầm 1-2 tháng thôi là chồng con chuẩn bị đi tàu. Rồi sao? Rồi gọi là Hoàng đi rồi sao? Rồi cuối cùng lúc đấy con cảm giác như chồng con như kiểu là sống gấp ấy. Anh kể đi, anh kể ra, anh nhắn tin dồn dập suốt ngày làm phiền em nào. Ủa, nhưng mà khi mà gặp lại thì nhìn thấy hình ảnh cô ấy thì so với 7 năm trước thì cô ấy như thế nào? Về ngoại hình, nó có hình đẹp hơn không? Không, ngoại hình thì vẫn thế mà cũng có hơn. Tất nhiên là phụ nữ thì có tuổi hơn thì... Đâu gái một con trong mòn con mắt đúng chứ rồi, con làm sao ấy? À, vâng, con đang định nói như thế. Con đang định bảo gái có tuổi thì có lẽ... Gái một con trong mòn con mắt là nó thay da đổi thịt là nó khác. Vâng, cho nên là những tình tới tấp luôn. Vâng, tới tấp. Nhưng mà cũng phải biết được tình hình đồn đập như nào lắm hết mọi thứ mình mới đánh dồn dập luôn, đánh phủ đầu. Nhưng mà anh kể thật đi, tại vì sao mà trước đấy ngày xưa anh không kiểu dồn dập, sao tự nhiên đến lúc mà bị đến lúc gặp lại đó phải kể. Thì anh chia sẻ với cả cô chú ở đây, anh bảo là vì giặc bên ngô mà cô bên chồng mà chị gái mình mà lại còn là bạn thân của chị. Của chị đó thì làm sao mà vượt qua nổi cô. Nhưng mà tại vì sao em đến bây giờ em vẫn chưa hiểu tại vì sao mà đến lúc mà gặp lại ấy, sau 7 năm hỏi sớm lên mới hỏi. Thì đúng rồi, tôi đấy tại vì, chưa tại vì con hỏi rất là nhiều lần đúng nhưng rồi. Mà con vẫn không hiểu lý do tại sao đến lúc gặp lại tự nhiên dồn dập xong tấn công con. Mà tới đây thì chị em tôi cũng rất nói thật chia sẻ cũng ở chú Thuận con cũng thuộc dạng lúc đẹp 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 trai, có tính chăm sóc cũng hơi bị nhiều mối một chút nhưng mà mất mối này còn 2-3 mối khác nên là cũng không để tâm cho lắm, nên mất là cũng thôi. Nhưng mà lúc đấy cái lúc mà gặp lại thì đúng là chống trải thật, lúc đấy là đang mới chia tay người yêu xong nên là gặp bạn này cũng lên là cũng đưa quyết định. Mới là cái lúc mà lúc đấy khả năng cái lúc con cũng là khó khăn, cũng là khó khăn nhất mà bạn này dám đến mình thương, trân trọng. Trân trọng và thương đúng không? Với lại là một phần chắc là con cũng nghĩ là mình sắp lênh đênh trên biển rồi đúng không? Dạ vâng, đúng cũng lúc đó là chưa đi đúng không? Phần nhỏ lúc đó chưa đi, đang đợi bằng ấy, đợi bằng ra đi có mất mấy tháng rồi. Vì lại là hai tâm hồn đang trống trải nữa. Vâng, mới là xong biết chia sẻ câu chuyện của bạn này, chia sẻ thấy cũng thương. Ôi bảo sao có mấy năm không gặp mà sao lại gặp nhiều vấn đề biến cố quá đúng không? Là có thương, cũng thương, là thương. Rồi sao? Rồi cái việc mà hai đứa coi như là bắt đầu có những mối quan hệ kháng khít hơn là có nhanh không? Vâng, và con chia sẻ sống gấp ấy ạ. Sống gấp. Cũng khá là chỉ trong vòng mấy tháng thôi. Bọn con gặp lại nhau thì là chỉ còn mấy tháng nữa thôi là chồng con cũng lên tàu rồi. Thế nên là mọi cái nó cũng khá rất là nhanh. Là phải nhanh đúng không? Thế rồi nhanh thì là bằng thế nào để mà có thể tận hưởng được cái thời gian nó quá ngắn như vậy? Thì để ngày đấy nói chung là cũng tranh thủ thôi, vợ con thì làm cũng xa, cách chung ở Hải Phòng có Đồ Sơn, từ Hải Phòng đi xuống Đồ Sơn nó cũng ra. Cũng tranh thủ, cũng vừa là lý do để mình tán gái, vừa là lý do ở gần nhau, thế là con ngày nào cũng phi xe 20 mấy cây số. Đưa vợ đi làm xong đón vợ con về nhà. Vâng. Thế rồi rồi sao hai đứa không ở chung với nhau luôn đi cho nó đỡ phải đưa đón rồi mệt. Thật ra là lúc đấy là vợ con cũng mới lúc đó thì con gọi là mới ly thân, cũng không muốn cái gì ngại vấn đề đó. Nhưng mà vậy thì gia đình hai bên có biết không? Gia đình lúc đấy là chưa biết, lúc đấy chắc chắn là bên gia đình con là con sẽ giấu rồi đó. Dạ vâng. Đúng không? À không, bên nhà chồng con là lúc đó là phát hiện không, tức là chị gái con lúc đấy cũng phát hiện ra đăng Facebook thì tức là bọn con hôm đấy thì là con chị ấy cũng rất là tinh ý. Con không hiểu làm sao chị biết được là con với cả Hoàng gặp lại nhau. Thì con chỉ đăng Facebook vu vơ thôi. Tức là
anh cũng không hề đăng ảnh em lên đúng không? Có đăng. Có đăng. Chị gái phát hiện. Vâng, chị nhìn Facebook chị phát hiện hay là cảnh báo là dùng đăng lên. Có cảnh báo là không được, là không được. Ví dụ như muốn tiến xa là không được đâu nhá. Thì lúc đấy bảo đỡ bạn bè nhau có gì đâu. Chưa đâu, có đâu cả. Thì... lúc đó là con phải chặn hết Facebook của bạn ấy, coi như là không chị em, không bạn bè gì nữa. Chỉ biết thằng em chị thôi, đúng không? Đó. Đó. Nhưng mà gia đình con là con cũng giấu, không cho biết. Vâng, nói chung là tất cả mọi người con đều giấu ạ. Nhưng mà hai đứa có hợp tác với nhau làm một cái công việc gì chung với nhau không? Cái lúc đó. Có, lúc đấy con ở bên con đi tàu, con đi sang sinh, shipper nó vẫn còn mới. Không, lúc đấy mới đầu thì là đâu có... À không, mới đầu... Khi vào sửa hết, khi... xuống tàu ấy thì... Không, chưa, cái lúc mà bên sau khi mà vẫn giấu gia đình á, thì bọn con còn có mấy tháng ở gần bên nhau á, là tụi con vẫn không ở chung với nhau. Dạ, mà vẫn cứ là 20 mấy cây số là đưa đi đón về như vậy. Vâng. Lúc đấy thì gọi như kiểu tình chị em ấy. Tình chị em thì lúc đó con cũng không xác định với chồng con. Vì mình cũng mới lỡ dở một lần rồi, cũng không thế muốn. Rồi xong là mấy tháng sau là bạn này đi tàu. Dạ, vâng. Là tụi con gần như yêu xa. Vâng. Một lần con đi là mấy tháng con mới lên bờ? Con đi là 18 tháng. Trời ơi. Ôi rồi, hơn một năm mới lên bờ. Vâng, không, nhưng mà tàu con về Sài Gòn nhiều. Câu chuyện của bọn con cảm tức là hai người thì đã từng đổ vỡ rồi, gặp lại nhau, em yêu nói, nhau. Anh lấy vợ rồi. Không, thì anh cũng cũng yêu nhiều. Một lần yêu. Là chia tay rồi. Đó. Nhưng mà có một cái là hai đứa gặp lại nhau, yêu nhau cảm giác như là lần đầu tiên được yêu ấy. Tức là khi mà chồng con đi tàu ấy, cái cảm giác yêu xa thì con cũng thấy nó cũng nhiều buồn. Cái ly kỳ. Nó cũng ly kỳ. Tức là lúc đó thì chồng con có linh tinh ở trên biển này thì liên lạc không liên lạc được. Cứ khi nào mà đến về cập bến thì có tí sóng thì bắt đầu mới liên lạc. Thì là với tức là hồi đó thì con cũng là ngày nào cũng chỉ chờ mong điện thoại thôi, vì không thể nào liên lạc được, mà khi nào ông này ông có sóng thì là mới có thể là mới có mạng. Là cứ chờ đợi 3 đến 5 ngày, nhiều khi là một tuần liền không có một liên lạc gì cả, bất hoạt liên lạc hoàn toàn, hay là lúc nào cũng mòn mỏi chờ đợi như thế. Thế xong rồi khi nào mà bạn ấy mà cập bến Sài Gòn ấy, chỉ có hơn một năm bạn đi tàu thôi, mà cứ khi nào bạn cập bến Sài Gòn cái là bạn phải lập tức bạn ấy bắt con là phải từ Hải Phòng bay vào trong đó để gặp bạn ấy, mà chỉ gặp nhau một cái xong lại bay ra là bạn lại lên tàu bạn đi tiếp. Gặp thôi chứ không ở lại ngủ hả? Dạ không ạ, nhiều khi là chỉ gặp lại thôi, mà đến mức mà con còn không có đồng nào cả, vì hồi đó con rất là nghèo. Không có đồng nào cả, con đi làm ngoài đó lương chỉ có 2 triệu một tháng thôi mà còn phải nuôi con nữa. Mà đã vậy phải mua vé máy bay bay vô gặp ổng nữa. Dạ, đó con là con nhớ mãi kỷ niệm đó, là lúc đó là bạn ấy bảo là bạn đang ở trong Sài Gòn rồi, bạn ấy muốn gặp con. Mà lúc đó có không còn một cái gì ấy cả, không còn đồng nào ấy cả. Có cái nhẫn, có cái nhẫn vàng. Có cái nhẫn vàng 2 chỉ là phải đem đi cắm. Phải đem đi cắm để mà bay vào để gặp bạn đó. Vậy mà nỡ lòng nào cũng không bao vé máy bay mà. Có chứ. Không, bạn ấy lúc hồi mới lên tàu là bạn ấy chưa có nhiều tiền ạ. Bạn ấy chưa có nhiều lúc tiền, bạn chỉ có bao một đầu thôi, còn một đầu nữa là không cách nào không xoay được á. Lúc đó là em con cũng ngại, cũng không nói là em hết tiền rồi, cũng xấu hổ, tự nhiên là bạn em không có tiền thì cũng ngại. Lúc đó là chính thức yêu nhau rồi đúng không? Là yêu nhau được 1 năm 2 năm. Không, trước lúc đi là cũng hai đứa cũng yêu rồi. Thì đó là coi như là đã được 2-3 năm rồi đúng không? Dạ, tại vì 18 tháng là gần 2 năm rồi. Dạ vâng ạ. Đúng chưa? Tức là con đi tàu 18 tháng rồi con mới lên bờ hả? Vâng, con đi tàu 18 tháng. À rồi là 18 tháng thì vốn liếng lúc đó ngon lành chưa? Dạ, lúc đấy sau 18 tháng có vốn liếng ngon lành để có thể mở một cái công việc gì trên bờ không? Bạn này thì là đi, tức là chồng con là không phải là tiếp người mà biết giữ tiền, có bao nhiêu tiền là cứ gọi như kiểu là vợ ngoài thân ấy. Là đi tàu á thì là chồng con là có bao nhiêu tiền là gửi hết về cho mẹ. Đó, có bao nhiêu tiền gửi hết cho mẹ để trả nợ hay là gì đó con không biết, không để sửa nhà đó nhà. Thì là có tiền gửi hết về cho mẹ mà con rất quý một cái đó là, tức là hồi thì bọn con cũng gọi là mới còn quen nhau thôi, thì là bạn ấy không bao giờ giữ một đồng nào trong người ấy cả, ngoài cái đồng tiền mà đã gửi về cho mẹ thì là bạn ấy còn thể có thêm tiền màu tiền mè nào là bạn lại bớt xén lại, rồi bạn ấy lại gửi về thêm cho con đó để con trang trải cuộc sống hàng ngày. Thế là lúc bạn ấy xuống tàu là không có một đồng nào ạ. Lên tàu là không có một đồng nào luôn. Lên tàu không có đồng nào ạ. Hồi đến khi nào thì là hai gia đình mới biết và hai đứa mới bắt đầu có một cái công việc chung với nhau? Thì lúc con đi tàu xong đi sinh ấy, thì con thấy thấy ở bên đấy cái ship nó hay quá, mới gọi điện về cho bạn này bảo là tình hình là ở Việt Nam mình có như bên sinh người ta có những cái món đồ đã gọi ship rồi, ship hàng á. Mấy năm trước ship chưa là rộ cũng nhiều. Thế mà bạn bảo là không, chẳng biết là gọi ship là cái gì cả, chẳng biết ship biết là cái gì cả. Và thế gọi thế là tôi phát này xuống tàu để về làm mở công ty shipper. Ship thế rồi thành công không?
làm nói chung là hai đứa thì ra không, thì lúc là... đấy là không lỗ là may đấy chứ. Nhưng mà cái vốn bỏ ra nhiều không? Mới. Đó, thực ra đó đây cũng là một cái câu chuyện mà bọn con nó phải nhắc với nhau mãi. Thế là bọn con thì tất cả đến với nhau bằng hai bàn tay trắng. Con nhớ mãi là khi mà chồng con quyết định là xuống tàu để mà thành lập công ty ship ấy, thì là vợ chồng con là không có đồng vốn nào cả. Không. Là vợ không có một đồng vốn nào cả. Nhớ mãi là đã đi vay vay bạn bè, anh em bạn bè là 5 triệu để mà mở, để mà làm cái biển quảng cáo ấy ạ, để chỉ để làm biển quảng cáo thôi, để mà gọi là công ty cho nó gọi là nó đỡ đỡ ngượng. Thì là cũng không vay được. Con nhớ mãi là lúc đó vay 5 triệu thôi mà bạn kiểu cũng kiểu nói ra nói vào ấy, là chồng con tính tự ái cao mà sĩ diện, nên là nghe thấy bạn kiểu nói động chạm vậy là thôi, không cần phải vay nữa. Tự tự hai vợ chồng làm được bao nhiêu thì làm. Và cuối cùng công ty thành công. Dạ. Và tồn tại cho tới bây giờ. Dạ không ạ, bọn con làm ship thì lúc đó chỉ làm tầm 1 năm thôi, thì khi mà con làm ship thì con mới thấy là cái cơ hội mà phát triển kinh doanh ấy nó rất là rộng mở trên mạng online. Tức là vì con ship hàng cho người ta rất là nhiều ngành nghề. Đó, thì là con thấy là thì là con làm biết là người trực tiếp là con biết được cái mặt hàng nào đang là phát triển nhất. Đó, thì là con nó quay sang là con kinh doanh. Thì là lúc đó thì là trái cây nhập khẩu nó mới mới nở rộ, thì là con chuyển sang là con kinh doanh trái cây ạ. Trời hay quá. Đó. Thế là bây giờ là đến đặc sản vùng miền luôn rồi. Dạ vâng, đúng không? Dạ. Tính ra mấy bạn này rất là nhạy bén nha chị ạ. Rất là nhạy bén. Trong cái khó ló cái khôn chứ. Dạ. Con đó. Ha. Vâng. Vâng, nói chung hai vợ chồng con thì nó cũng nhờ khoảng thời gian nó khó khăn đấy thì mới ra được những cái, mình đứng phát triển từ nông sản Việt, nên mình cũng muốn là mình muốn nó phát triển, đưa lan tỏa nhiều hơn nông sản Việt. Tại vì lúc hai vợ chồng lúc ấy là ship, xong rồi gặp quả xoài keo đúng không? Ấy quả xoài keo ở ngoài miền Bắc. Ui, hai vợ chồng nhập về bán. Thôi rồi, bán thôi rồi luôn. Thế mình bảo thôi đấy, nông sản nó giúp mình thì mình phải cố gắng. Đúng mình, rồi. Cái xoài keo em biết xoài keo không? Biết. Đúng rồi. Xanh nó nhỏ xíu và ăn giòn rất ngon luôn. Hồi đó là ở ngoài mình miền Bắc là mới bắt đầu biết đến quả xoài dài ở trong Nam. Thế bắt đầu mới nhập trong Nam ra. Nhưng mà hai vợ chồng hợp tác làm ăn với nhau như vậy mà gia đình không biết hả? Không, lúc ấy có biết. Lúc ấy thì lúc ấy gia đình của Hoàng có ủng hộ. Không, gia đình con cấm cản mà, cấm cản nhà con, gia đình con cản từ đầu đúng không? Từ đầu. Thế rồi bao giờ thì gia đình con mới chấp nhận? Con nói chung là cũng phải mất một thời gian mấy năm, 1-2 năm thì cũng không phải nói đấu tranh thì cũng không phải, nhưng mà cũng cố gắng để phát triển để cho bố mẹ mình biết là đúng, mình chia sẻ đúng. Bây giờ thì ok chưa? Bây giờ ok rồi. Bây giờ quá ok đúng không? Không phải hai mẹ con mới quay mẹ chồng đâu sao? À đấy. Vô đây coi như là tận dụng luôn đó. Hai chúng nhau sau là nếp tẻ đủ hả con, hay là? Dạ không ạ, con là bé đầu tiên là con riêng của con là bé trai. Biết rồi, thì hai đứa sau này. Hai đứa sau cũng là con trai ạ. Trai luôn. Là ba trai luôn. Ủa rồi, ôi thế là bây giờ chắc là mong đứa gái lắm rồi. Thèm một con bé thì mệt. Nhưng mà đến cái cột mốc nào thì gia đình hai bên chấp nhận cả hai? Là, chồng con cũng nói là gia đình chấp thuận chứ của con thì với con thì nó vẫn là một cái là một sự phấn đấu để nhắc con ngoại phấn đấu. Tại vì là khi mà chồng con mới vẫn xuống tàu ấy, là dừng hẳn công việc đi tàu, đó là một cái mà bố mẹ chồng con rất là thất vọng. Tự nhiên đi quen con bé này mà bỏ hết cái sự nghiệp mà bố mẹ đã gây dựng cho, đi học bố mẹ đầu tư cho đi học bao nhiêu năm, chỉ mong là đi tàu, thì bây giờ nếu mà vẫn đi tàu thì lương cũng có khi phải lên đến lên trăm. Cao lắm ấy nhỉ. Nói chung là rất là cao. Thì tại thâm niên mà đến bây giờ thì lâu. Thì bây giờ đi theo con bé này đến bây giờ công việc nó cứ lông bông. Và nhất là cái thời điểm đầu khi mà bọn con đi ship hàng ấy, mà công ty ship gọi là một công ty ship, nhưng mà thân bọn con cũng phải là vừa cùng với nhân viên. Mình phải làm chủ, tại vì làm shipper đúng rồi. Tại vì mình đâu có nhiều vốn để mình điều hành đâu, tức là mình cứ lấy công làm lãi thôi. Thì là lúc đó người ta ở Hải Phòng con chưa biết đến ship là cái gì ấy cả, thì là đồng nghĩa nghĩ rằng là con kéo chồng con xuống bờ vực, xong bây giờ từ một cái vị trí đang là đi tàu như danh giá thế trở thành một cái thằng xe ôm. Trong mắt không đúng thật, ngày đấy là ship người ta gọi là xe ôm. Trời, xe ôm mà thật đúng. Ra bây giờ vẫn là xe ôm. Không ngày nhưng bây giờ còn rộng mở đúng là bây giờ ngày xưa người ta rất coi thường công việc đó, tức là đi ship người ta gọi là thằng nọ thằng kia, người ta rất là gọi là công việc nó gọi là thấp hèn. Bây giờ mình gọi shipper cho nó tay một chút xíu cho nó sang thôi, chứ thực chất nó là như vậy đó. Đó rồi thì là bố mẹ chồng con lúc đầu mà đã không thích rồi thì nó lại càng không thích, là có một cái định kiến rất lớn với con. Tức là phải đến tận bây giờ thì con luôn luôn phải cố gắng, tức là con phải lúc nào cũng nỗ lực để mà cùng với chồng con để mà làm, để gây dựng một cái sự nghiệp nào đó mà để con chứng minh cho bố mẹ chồng con thấy là cái quyết định của chồng con nó không có sai. Và bây giờ thì chú nghĩ rằng là
chắc bố mẹ chồng cũng đã rất là ok rồi, nãy chồng vừa mới nói xong. Đúng đi rồi, rất là thương yêu cô dâu này, là bởi vì là thấy rằng là có sự thành công của con, và bên cạnh đó là có tôi thấy được bạn này cũng thành công, đúng không? Vừa quay mẹ chồng nàng dâu đó. Xong tôi về tôi phải lục cái số đấy tôi xem giờ chưa được sống nó phải không. qua chương trình, phải qua chương trình đó thì mẹ là mẹ con với mẹ chồng con thì mới còn gọi là cởi mở nhau chứ. Vâng, còn trước đó vâng. Lúc nào cũng có khoảng cách ạ. Tức là lúc nào cũng có, cũng luôn luôn mang trong mình cái một cái tuổi thân, vâng, tuổi thân là tuổi thân bị, vâng, là mình có cố gắng thế nào nữa vẫn không được ghi nhận ạ. Nhưng bây giờ thì thôi rồi cụ, sau này hai đứa con dai ấy, nó càng lớn mà nó càng thương ông bà nội, nó càng ngoan thì thôi rồi. Đấy, ăn đủ con ạ, con ăn đủ hết. Rồi bây giờ tới phần kia đi. Các bạn nói chung là cũng có những cái tật nhiều sóng gió đấy. Nhưng mà bây giờ là bình yên rồi. Bây giờ là cái gì? Bây giờ đỉnh bắt nhất gì? Bây giờ. Bây giờ. Đó, nói chung thì... là cũng may mắn là hai vợ chồng làm chung thì cũng có một chút thành tựu để mà bố mẹ cũng tin tưởng để bố mẹ ghi nhận chứ. Vâng, để bố mẹ ghi nhận. Thế nhưng mà vợ con ấy khi mà con về ở với nó, con có thấy nó có những cái tật xấu gì không? Đó, con phải khó chịu ấy. Bây giờ là tới phần khui tật xấu. Vợ con thì nói chung là cũng tật xấu thì cũng ít lắm, chỉ có mỗi việc là tham công tiếc việc. Rất tham công tiếc việc, nói chung là bỏ chỉ cần công việc thôi là mọi thứ xung quanh không cần biết cái gì cả. Không bao giờ biết mua sắm cái gì, không bao giờ biết sắm sửa cái gì cả. Cho bản thân hay là cho chồng? Cho bản thân, cả cho chồng nó có, cho con cũng vậy. Thế cái người đi sắm sửa là ai, là con à? Không, hai vợ chồng thì cứ thỉnh thoảng đi thì gặp cái gì thì sắm, hoặc là ông bà mua cho cái gì. Bọn con sống đơn giản lắm, sắm sửa nhưng mà về quần áo thì đi gặp ví dụ hôm nay là khi nào thiếu, rồi khi nào không có cái gì để mà ấy đó bắt đầu mới đi mua, chứ còn thực sự tức là không quan trọng cái hình thức bên ngoài. Vâng, không quan trọng hình thức bên ngoài, chỉ tham công tiếc việc, mà đôi khi bù đầu bù cổ, tóc coi như tóc rối luôn. Đúng rồi, lúc nào tay xoắn nha, xoắn là nhiều tóc cũng như ủ mưu. Nhưng mà có cái đi theo nhắc nhở về cái ngoại hình, ngày nào cũng phải nhắc, lúc nào cũng phải nhắc. Đấy, như thế có nghĩa là chồng không đồng ý cái vấn đề đấy rồi nhá. Bạn bè thì có nhiều không? Đấy, không, bạn bè vợ con thì rất ít thực sự. Tại vì về những mối quan hệ bên ngoài, vợ con kinh doanh, vợ con kinh doanh rất tốt. Nhưng mà để mà về xã giao, về quan hệ bên ngoài, bạn bè thì khả năng là hơi rất là kém. Cái mối quan hệ nó hẹp đúng không? Hẹp đúng rồi. Thế bây giờ có thân với chị chồng như ngày xưa nữa không? Dạ, bây giờ thực ra khi mà về một nhà thì con nó cũng hơi ngại ngại ấy ạ. Nó hơi ngại ngại, gọi là trong mức giữ trong mức mối quan hệ gọi là chị chồng với cả em chồng thôi. Đã phải là giặc bên ngô chưa? Nhưng mà thực ra bây giờ thì đã là hai vợ chồng rồi, cũng đã có hai đứa cháu cho cô rồi. Có gì đâu mà ngại nữa ta. Tại con thì con cũng kiểu cứ ngại ngại ấy. Đấy. Tại vì là hai chị em trước là bạn bè với nhau, xong bây giờ thế mình bây đi giờ làm lại em ấy, gọi là chị nhỉ. Với lại con là một người thì là cũng đến như chồng con bảo là về quan hệ chồng con rất là hẹp, nên là con là người cũng khá nội tâm và khá kín ạ. Nên là con khi mà mình đã có một cái gì đó mình cảm thấy không ngại ngại, mình không thoải mái thì con sẽ không cởi mở được. Vậy thì mở. Phải là nhờ một cái sự kết nối và nhờ vào cái bản lĩnh của anh chồng này để làm sao cho cái sự ngại ngùng nó không còn khoảng cách nữa. Đúng không? Dạ vâng. Rồi. Còn gì nữa không con? Kinh tế ai giữ? Kinh tế tất nhiên nhà con thì vợ con cầm hết. Có con tịch thu hết tiền con không? Không, con phải thu đấy, con tự nguyện mà. Con thấy cầm tiền cô, vừa. Cô biết rồi, nhưng mà nó có tịch thu hết của con, không để một đồng nào trong túi con không? Dạ, làm gì có tiền đâu để mà cứ gọi tịch thu à? Ôi rồi ôi. Nhớ không? Thật ra bạn này là không cần tiền. Đó, lên tàu có nhiều tiền là gửi cho mẹ. Cho còn mẹ. Ví dụ như thu vén được thêm đồng nào thì để gửi về cho vợ. Đấy. Là từ cái thời còn trang tân đã không có tiền rồi. Còn bây giờ không tân rồi mà không có tiền à? Không cần tiền. Con thích cái cảm giác mà để cho người khác giữ tiền. Chỉ cái này đi ra mua hộ cầm với trả tiền nhá, đỡ phải mất công giúp tiền. Vâng, đấy chính là chồng con bây giờ người khôn đấy ạ. Tôi cũng vậy đó. Vâng, chứ cầm tiền người tính toán vướng lắm, nhưng mà mệt ra chi tiêu. Vâng, mệt mình đã béo xong rồi cầm ví giày cộm này nữa. Mà con lại lúc nào cũng kiểu bị mang tiếng ác ấy, là cầm hết sạch tiền của chồng, không còn 1.000 nào. Tức chồng con là nhiều lúc đi ra ngoài là không có 1.000 nào luôn. Nhiều khi là chẳng hạn mà nhỡ ngại đang đi đường mà có việc gì đó
lắm khi lại gọi điện ở gần, đang ở gần, chẳng hạn đang ở gần nhà, gần nhà mẹ thì là gọi điện bảo mẹ cầm tiền ra cho con. Thế là đôi khi là mẹ chồng con cũng hiểu lầm được là cô này nó cầm hết tiền của chồng. Còn thực sự là chồng lười cầm tiền nhỉ. Vậy rồi mỗi lần mà đi nhậu với bạn thì sao? À, nhậu thì khác, nhậu đấy mình lại nhưng lại thủ sao? Trước đúng không? Thế có phải cầm không, chồng con thì có giờ đi nhậu riêng đâu. Nhưng mà con nhậu thì con hay đi rủ vợ đi cùng bạn là bè. Là có bạn hay thủ quỷ. Vâng, vì bạn vợ con quan hệ với hơi hẹp nên là bạn con cũng là bạn của vợ con luôn. À, con không cần cho số tiền gì hết. Vâng, không cần, không. Ôi, coi chương trình này xong là những ai mà muốn làm bạn với Hoàng chắc cũng có lẽ cũng rất là cẩn thận. Và khi đi với anh ấy thì bao giờ trong túi cũng phải có tiền. Nhưng mà thật ra đàn ông mình vậy là sướng đúng không? À, không, nhưng mà như ví dụ mà đi với bạn bè không có vợ thì lúc đấy mình lại phải mình đàng hoàng, mình xin, mình lấy chức đàng hoàng đúng vậy. Đó. Thế là bây giờ nhưng mà cũng phải cẩn thận thì vì nhớ lại mà nhiều lúc cũng không thích cầm tiền lắm. Mà bình thường mà đang đi nhau ơi vào đây cà phê cái là chưa chắc mới đang cầm tiền đâu. Nhưng mà vậy con không muốn vợ cũng thay đổi điều gì không? Con chỉ có mỗi vợ con thay đổi là bớt thằng công chức việc lại mà chịu khó đi mua sắm sửa chăm chút cho mình một chút, tốt tát được thời gian cho cá nhân mình một chút, cho chất lượng cuộc sống đi lên. Cái chú hỏi này, lúc mà con live stream con bán hàng thì sao? Con có make up, con có trưng diện được không? Dạ con có ạ, lúc live stream thì là con cũng làm nó rất là xịn sò ạ. Vợ chồng con là live stream là như thế này, là đi đến đâu, ví dụ như ở đâu, ví dụ đang ở Huế đi thì sẽ mặc bộ quần áo của mình Huế, lúc đấy là khác. Lúc live stream là trong một khác là công việc rồi, lúc đấy là công việc rồi, làm xong rồi. Còn đến lúc cá nhân buông công việc ra là coi như là đầu bù tóc rối. Đúng rồi, lúc nào cũng tại vì con kiểu thích mặc một quần áo nhà các thứ ấy, thì cho nó thoải mái, kiểu trưng diện các thứ nó không phù hợp với con lắm. Là con